em là còn trẻ tuổi, sao cái mặt giống như ba vậy cưng? Bốn mùa rồi thì tới mùa thứ tư em mới là vị nghệ sĩ khách mời, vui không em? Dạ vui ạ, em rất là thích chương trình này và em phải để đủ coi hết ba mùa để có những cái kinh nghiệm, những cái nhận xét nó thật là đánh giá cao sự tinh tế của em để mà em... Đừng nói trước, mắc công lát thua người ta chiếu lại khúc này kỳ lắm. Chưa bao giờ có một nghệ sĩ nào mà để tham gia một chương trình phải coi tới ba mùa mới đủ kinh nghiệm tham gia một chương trình. Tại em cái mặt của em nó thuộc cái dạng mặt cẩn thận, cái khuôn mặt cẩn thận cho nên là cái gì em cũng phải kỹ. Ơi, cái mặt này mặt cẩn thận rồi, cái mặt nào mới là cái mặt sơ sót em? Anh không hình dung được cái mặt sơ sót nó là sao luôn á. Kiểu như mặt anh đấy. Không, mặt anh là kiểu sai sót đấy. Thật ra nhá, nếu mà mình phải nói về nhân tướng học em ạ, bây giờ mặt cẩn thận là mặt ít nhất phải như Quang Trung đấy, là người ta cẩn thận, da người ta trắng, người ta chăm sóc. Mặt em là mặt sỏi thận. Em hiểu không? Thận nhiều quá nó mới đen, em hiểu không? Mà anh đừng có làm vậy sơ sót đó anh. Không, em hát bài tủ của em ạ. Ừ, bài tủ sao cũng bolero ạ. Bolero. Vì sao? Vì bị sai chữ ạ. Vì sao anh nhớ em thế này? Tít tít tít. Thương nhớ đong đầy trong lòng mất. Buổi chiều. Buổi chiều còn gặp nhau đây. Mà đêm đã nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Mày táo bón là sao mày hát à? Người ta phải mớm. Mà em mới. Hai anh em ra đứng sững như trời trồng vậy đó. Ông anh chính giữa già nhất mà nhoi nhất. Ê, Trung á, nó là con trai mà sao có cặp giò của con gái nha. Nãy giờ tôi đang định nói, tôi nói trời ơi nhìn cặp đũa bếp nó đi, trời ơi trời. Cặp giò nữ tính nha, thon thả dễ đẹp chứ bộ. Giò nó giò ngọc trinh. Ngon anh, ngon ha. Còn Khoa là em là còn trẻ tuổi, sao cái mặt giống như ba vậy cưng? Bốn mùa rồi thì tới mùa thứ tư em mới là vị nghệ sĩ khách mời, vui không em? Dạ vui ạ, em rất là thích chương trình này và em phải để đủ coi hết ba mùa để có những cái kinh nghiệm, những cái nhận xét nó thật là đánh giá cao sự tinh tế của em để mà em... Đừng nói trước, mắc công lát thua người ta chiếu lại khúc đề kỳ lắm. Chưa bao giờ có một nghệ sĩ nào mà để tham gia một chương trình phải coi tới ba mùa mới đủ kinh nghiệm tham gia một chương trình. Tại em cái mặt của em nó thuộc cái dạng mặt cẩn thận, cái khuôn mặt cẩn thận cho nên là cái gì em cũng phải kỹ. Cái mặt này mặt cẩn thận rồi, cái mặt nào mới là cái mặt sơ sót em? Anh không hình dung được cái mặt sơ sót nó là sao luôn á. Kiểu như mặt anh đấy. Không, mặt anh là kiểu sai sót đấy. Thật ra nhá, nếu mà mình phải nói về nhân tướng học em ạ, bây giờ mặt cẩn thận là mặt ít nhất phải như Quang Trung đấy, là người ta cẩn thận, da người ta trắng, người ta chăm sóc. Mặt em là mặt sỏi thận. Em hiểu không? Thận nhiều quá nó mới đen, em hiểu không? Quang Trung thì không phải là chỉ diễn viên không thôi mà còn hát rất là hay nữa, mọi người biết rồi đó. Anh chỉ lo cho em thôi Khoa. Trời ơi, hát hay lắm. Làm thử câu đi. Thôi lỡ nè. Mà anh đừng có làm vậy sơ sót đó anh. Không, em hát bài tủ của em ạ. Ừ, bài tủ sao cũng bolero ạ. Bolero. Vì sao nha? Vì... Bị sai chữ ạ. Vì sao anh nhớ em thế này? Tít tít tít. Thương nhớ đong đầy trong lòng mất. Buổi chiều. Buổi chiều còn gặp nhau đây. Mà đêm đã nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Mày táo bón là sao mày hát à? Người ta phải mớm. Mà em mới. Nghe ngang Trung nó ca câu luôn đi anh. Trời, Trung nó ca hay lắm, biết rồi Thành ơi. Không phải đáp lại câu với Khoa được không? Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Không anh. Chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm. Thầm ước. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói. Khép tâm từ lại thôi. Đường hoa đã chưa, vẫn chưa mở lối. Ông nghĩ giống như anh, như ông thầy giám thị vậy đó. Ông dám đâu, anh giống như là cha mẹ dắt con cái rồi đi thi mà anh giữ cái áp lực luôn á anh trẻ.
Cái mặt anh gì mà dữ hả? Đây nè, thèm hoa. Vẫn chưa mở lối. Bây giờ các em muốn về đội của ai? Trấn Thành hay Trường Giang? Nói chứ tụi em chọn đi. Trời ơi, cái giọng anh đàng hoàng như anh Thành. Con người anh sống vì cái tâm anh. Giọng anh nghe như người tốt luôn á. Tao chọi. Thấy chưa? Em thử vậy thôi đó mà đã chọi. Lâu lâu ra để tao tu đi không chịu à. Qua muốn về đội của anh. Chung chọn trước anh ạ. Chọn trước đi. Chọn trước đi. Chọn trước đi. Anh trước đi. Bây giờ anh ai? Anh đi. Bây giờ anh ai? Thôi trùng đi. Thôi qua đi. Thôi trùng. Hai đứa đi về đi. Anh nghĩ quy định đi cho nó coi cho nó khách quan. Bên dưới là hai người đều là những người rồi. Anh lớn tuổi của em. Anh quy định luôn nha. Dạ. Được chưa? Quang Trung về dạ. Trấn Thành, Khoa về Giang, hết. Dạ. Đơn giản gọn gàng. Không. Bình thường. Trinh về với anh Trinh. Dạ dạ Trinh đây. Là người đầu tiên trong đội nói em cũng phải rất cẩn thận. Nghe cái giọng cuối cùng mà cái bạn đấy phát ra đấy là nó có một cái gì đó, cái giọng nữ du dương. Em ơi, nào giờ em nghe đó. Giọng nữ cao, nữ trầm này kia, nữ trung thôi chứ chưa nghe nó nữ du dương. Không, giọng của bạn ấy êm anh, nữ êm. Nó không phải là cái từ thánh thót, nó tạo ra một cái sự nữ êm đang bằng rồi có thể lên xuống được. Một cái khái niệm âm nhạc rất là mới mẻ. Nữ êm và nữ du dương. Chân dạng hơi rộng thì em cái quãng em mới rộng này. Thì đó có nét tương đồng với em. Thì chắc cái quãng hát cũng rộng. Ghê quá. Tự nhiên bây giờ đứng dạng chân rộng là cái quãng hát rộng. Đâu? Cái số bẹt ngang luôn á. Là quãng nó ngang. Anh nghĩa Lớn tuổi. Ủa là chân rộng. Là hát quãng rộng à. Chân rộng là tự tin anh. Vậy là Sơn Tùng chắc hát rộng lắm hả? Không phải dạng vừa đâu á. Đúng rồi anh. Em nghĩ hay đấy. Thì tức là đang cố tình làm cái chuyện đó. Chỗ bạn cười khá anh. Ngay cái người hát dở làm vậy nữa. Đó bạn cười kìa. Và thấy cái tóc của anh ấy không? Cái tóc là xẻ đường này, đường kia, đường ngang, đường dọc. Xẻ 5, xẻ 7. Em vẫn còn nhớ cái mùa của em á, là lúc mà em chọn chị Huỳnh Tú á, là cũng cái nhân vật chị hóa trang trên sân khấu á, cũng rất là bí mật, nào là đội nón rồi này các kiểu. Thì hôm nay trong đây em thấy chỉ có một bài này là đội nón thôi, là bí hiểm nhất. Thì đúng em rồi. Nghĩ là bài này sẽ hay. Đúng rồi. Sẽ hát hay. Con này nó yêu thương vô ghi á sợ. Thằng này nói gì nó cũng đúng đi. Thôi măng khoa nó đúng rồi đó. Mà các bạn đem mất kiến em nghĩ cũng hát hay đó. Nói chung mà anh đem mất kiến đội nón là hát hay hết đó. Và đứng cái góc mặt nghiêng nữa thấy không? Đúng rồi đó là che giấu mà hồi chứ một người đầu chọc không bao giờ đội nón để giấu tóc làm cái gì hết á. Và em cũng nghĩ là bạn này theo dòng nhạc acoustic đấy. Gì? Dòng nhạc gì? Hả? Dòng nhạc đấy. Cây Trần nói đó. Nói lại cái gì? Acoustic. Cái gì? Acoustic. 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 Tiếp theo. Cái mà em thổi không được, anh kia thổi được là kiểu như là chị ngã em nâng. Hiểu không? Còn bây giờ cái này mà bây giờ vẽ không được nữa, lại còn chấp vá mà vẽ được thì bảo là không bao giờ cuộc đời này mất hy vọng. Đấy, cứ tiếp tục sống và ánh sáng ra cuối đường hầm. Cái kiểu đấy đấy. Cao cả vậy luôn đó hả? Em ơi, chương trình này là một thời gian nữa là UNESCO công nhận mà. Di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Thật sự là chương trình bây giờ giá trị nó lên mấy triệu đô. Còn anh thì khi thấy bạn ấy xé tập ra anh tự nhiên nghĩ tới cái câu giấy rách phải giữ lấy lề. Đấy, em thấy chưa? Thấy nhân văn chưa? Mỗi người có một cảm nhận nhân văn. Mỗi một cái clip mà mỗi người một cái cảm nhận khác nhau thì biết là nhân văn nhưng đi đường nào. Nhưng mà bây giờ cảm nhận về âm nhạc thì bạn ấy thế nào nè Thành? Thì đấy không có cảm nhận đấy. Sao vậy? Bị bóng năm đúng không? Bị cái nhân văn nó cảm nhận nó chi phối mình rồi. Bây giờ nói thật nhé, tôi không để ý được cái cô này là hát hay không, nhưng mà tôi nhìn vào cái cách cô chống tay. Nói thật với các bạn, cái người hát hay kiểu gì cũng phải chống tay để cho sang sang hay kiểu gì đấy. Cái kiểu cô này bà đứng đây, đây là tướng bà đang đứng đây bây giờ tao mỏi đấy, đây kiểu bạn nhanh lên nha chị mệt rồi nha. Đang thử ra rồi đâu kìa anh, đúng không em, đúng không em gái? Gặp gặp luôn hả? Mà môi còn đánh son xí mũi nữa chứ. Ủa đi học đâu được quấn son hồi anh? Đó em đâu có được quấn son hồi đó ra. Thôi chứ bây giờ là các bạn có lén lén quánh chút xíu ở trong cái lòng môi nè. Để cái nail đi. Đúng rồi. Vẽ đầu móng đồ bà này làm nail chung với bà số 1. Ê, bà số 1 có buông cây rồi. Bà số 1 có buông cây rồi. Nói đi nha, bà cầm kia vị bà phóng đúng mặt bây giờ đó. Nè, cái mặt gọc lắm vẫn còn gọc nha. Tại vì hồi nãy tất cả đều nói bà là hát dở nên bà không cố gắng nữa. Tiếng trước tiếng sau là cầm cái vị phóng chết liền đó. Chị hiểu không? Hiểu không? Em hiểu không? Đó, lên càng. Lên lại.